Dạ chào bà con cô bác, ngày hôm nay là ngày 15 tháng 12 2019, Giáng sinh gần đến rồi. Thì em vẫn nói chung là lễ thì vẫn lễ nhưng công việc thì vẫn là công việc. Em vẫn tiếp tục lên lô mai. Lô mai này vẫn là lô mai quái, chân cành lực lưỡng, hàng xù, hàng bao bông. Hàng này về khỏi ghép vậy chăng ha. Nói chung cái nét cắt cây của em thì lúc nào cũng cắt dư dư ra để bà con về nhà có thể cắt lại theo ý muốn của mỗi người. Rồi hàng này hàng đang lên xù. Cái này là cây số 1. Quên quảng cáo vậy em cái. Bãi của em ở Tân Hiệp, Kiên Giang. Điện thoại em là 0912 256 200. Em tên là Tài Lê. Rất mong bà con cô bác mua ủng hộ tiếp em. Nếu mà ai chưa đăng ký kênh em, nhớ đăng ký kênh ủng hộ tiếp em nha. Đó là cái động lực để em phát triển cái kênh của em. Ngày hôm qua em được bật nút kiếm tiền rất là vui. Hy vọng là em được nhận nút bạc sau 10 năm nữa. Rồi cái này là cây số 1. Cây này cây giáng long trực lắc léo. Đê của nó khỏi chê. Tại vì sao ngày hôm nay nó chỗ này nắng quá, nó chiếu vô không nhìn thấy. Bởi vì em hơi sợ ý xịt nước vô. Xịt nước vô bởi vì nhìn nó chưa có tê mấy. Hoành 27. Lộn nha. Hoành gian đó. Đúng thôi nha. Rồi hoành 29. Em lộn. Xin lỗi em bao hoành. Chiều cao tổng thể là 1m19. Chiều ngang bầu là 55. 54, 55. Đế của nó này không biết trên video thấy sao chứ ở ngoài là đế không thiếu cộng nào. Em đếm cộng rễ ha. Cái mai 1, cộng 2, cộng 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, 14 cộng rễ là biết cái mai nó nhiều rễ như thế nào ha. Chân cành lực lưỡng. Hàng này đang lên xù ở dưới. Xù nách đang lên luôn rồi. Em nói đang lên luôn nha chứ chưa có công nhận cái cây mai này gọi là cây mai xù. Hàng này hàng em bao bông. Chân cành của nó là đó cành. Cành của nó 12. Cành này 13, 12 chín đi, 13 không im. Cành này của nó 12. Rồi cái này là cây số 1, em giao lưu với giá 13 triệu, rất mong bà con cô bác mua ủng hộ tiếp em nha. Cây số 1. Rất là đẹp, rất là duyên dáng. Nhìn ở ngoài nó hung lắm. Nhìn em xuống nhà em mua mai có những câu nói hay lắm. Cây này nhìn nó hung rồi mày. Nhìn nó dữ rồi mày. Rồi cảm ơn bà con. Giờ em xuống cây số 1 lên cây số 2. Chào bà con, cây này là cây số 2. Lùng lực, chân cành, quái, cộng chữ C. Đế thì nhìn ở ngoài thì rất đẹp. Nó có một cộng rễ chịu một bên này. Dở quá, có một cọng thôi chứ nhìn ngoài rất là đẹp, rất là duyên dáng. Cây này dễ thương, cây này tính cắt cái này luôn, tính cắt luôn. Cắt này ra cây lắm nhưng có cái những hơi tông hơi cao chút xíu. Kệ đi, cành mượn quái mà mình để luôn ha. Ai sở hữu được nó về nhà muốn cắt sao cắt. Cái tật em quay phim mà em hay để cái mic ở đây thì tình dở thiệt. Rồi đo cái hoành cái số 2. Hàng này em bao hoành ha. Hoành 25 năm. Chiều cao 70. Chiều ngang cái bầu của nó 50. Nồi đế 108. Cái này cái số 2. Cái này nói chung là về nhà khu bầu lên chậu rất là dễ thương. Rút cái cành lại chút xíu. Em rút thì không có được. Tại vì mỗi người có một cái ý chơi khác nhau. Rất dễ thương, rất đẹp. Đây bắt đọt ra đây nó nhìn dễ thương ha. Cây mai đôi khi có những cây mai mình nó đẹp sao không biết sao. Cây mai này em nhìn thấy em cứ nói nó dễ thương mà. Rồi cây này là cây mai số 2. Cây số 2 em giao lưu với giá 12 triệu. Rất mong bà con cô bác mua ủng hộ tiếp em. Cây này thì em bao bông hàng bông khỏi chê. Clip ngày hôm nay lên là nó giống như những cái bài trước á, tại vì em mua nguyên một clip mai. Bài trước của nó là bông xuất sắc trời đất không, kinh thiên động địa không, thua dảo thôi. Có chỉ là em thấy 8, 9, 10 cánh, 11 cánh, 12 cánh em chưa thấy, em chưa nói. Còn 5 cánh em chưa thấy luôn. Bông rất là đẹp. Về nhà khu chậu mua cái này chắc chậu không chừng. Em độ chậu này chậu 6 tắc lên đẹp. Tại vì sao cái dài đế nó xuống hết 5 tắc rồi nè. Bầu cái này 5 tắc, dài xuống hết 5 tắc rồi khui bầu vô.
trồng chậu sáo tắc lên gọn cây này rất là đẹp. Về nhà bắt lại cây này, nói chung là mau chơi. Ví dụ như cầm mua những cái phô mai gì, em giải thích em nói gì xem bà con công nhận không ha. Mua phô mai cỡ gì thì mình mua thì nói chung là nó cũng cứng cứng giá đi, mà nó không có chân cành. Này có chân cành sẵn là về nhà mình nuôi xương. Nè, ra nè, ra nè. Em cái thật em hay xòe xòe vậy. Nè, xòe ở đây cái nè, xòe ở đây, xòe ở đây. Còn đây cái đọt xuống cái gì ha. Bên này có cành phong xuống vậy cái nữa. Đó, rất là được, dễ chơi. Rồi, cái này cái số 2. Em giao lưu giá 12 triệu. Rất mong bà con cô bác mua ủng hộ tiếp em. Em xuống cây số 2 lên cây số 3. Dạ, cái này là cây số 3. Cây này cổng chữ C, thân lắc, cổng chữ C. Chân cành thì bỏ đều hết. Đọt rất là đẹp. Dàn chân của nó rất là đẹp luôn. Đó, nhìn rất đẹp, lại quên đeo mít. Thương em bờ vai nhỏ nhoi, đôi mắt hóa mây đen. Lâu lâu đang quay clip hát câu nghe cho nó vui, vui nhà, vui cửa lên. Tết sắp đến rồi. Tết đến ai cũng lo toan mọi thứ chứ. Không biết có mua mai em không nữa. Rồi, cái này cây số 3, thân lắc léo, cộng chữ C. Hoành 29. Chiều cao là 84. Thằng con nhà em nó đang quậy, đang khóc. Không biết khóc vô đó có bị bản quyền không. Cái cũ của nó coi như 60. Nồi đế thôi, khỏi đo. Dàn chân cực kỳ phê. Nè, dàn chân nữa nè. Đó, dàn chân nữa nè. Quá nặng. Bông hàng này bông bao đẹp. Về nhà bắt mâm nè, bắt mâm nè, bắt mâm nè, mâm nè, đọt lên nè. Thấy không? Xuống nè, dày. Dày nhá. Về xuống đó, lên chậu, về nhà năm sau chơi bông ha. À này em nói thiệt đơn giản phải không, mình nuôi cây thì chơi bông thì được, bình thường một năm chơi bông bình thường. Quan trọng nhất gọi là cái thành phẩm thôi, thành phẩm theo mỗi người. Nè, dàn chân của nó nè, đặt bên này hết ha. Bên này có gãy chịu luôn ha. Cái mặt bên này nè, đặt bên này hết ha. Mặt hông đó nè, đặt luôn đó. Cái này là cây số 3. Em giao lưu với giá 13 triệu. Cây số 3, 13 triệu. Ai ứng ý cứ liên hệ em ha. Số điện thoại em 0912256200. Bãi của em ở Tân Hiệp, Kiên Giang. Rất mong bà con cô bác mua ủng hộ tiếp em. Trong clip ngày hôm nay là ngày 15. Cây số 3. Rồi, chào bà con ha. Dạ, cây này là cây số 4 mà. Cây này vẫn là cây cộng chữ C. Chân cành thì nó múa như thiếu nữ gì đó. À, nhìn dàn chân của nó nè. Nói về cái lô mai này thì dàn chân là khỏi lo. Ví dụ như em bứng lần về khoảng 30-40 cây đi thì yếu dữ lắm rồi. Yếu là nếu mình so về yếu thì so những cái cây khác đó. Ví dụ như những cái dàn chân này 7-8 nút đi, mình so những dàn kia là nhìn thấy cực kỳ. Cây này đế nó như đế thú vậy đó. Cộng chữ C đọt rất là đẹp luôn. Cây này về thu cành vô nó mới đẹp nữa. Nhưng mà có cái phía sau em nói bà con nghe, hiểu giùm em. Tại vì em là em bán cây, bây giờ em cắt đường dư cho khách, về nhà cũng cắt lại. Chứ mình cắt lậm quá không vừa ý chết luôn sao bán, đúng không? Hoành không nói lên được tất cả. 123. Chết luôn. Hoành 28. Chiều cao là 79. Bầu đế là bầu là cái này nhỏ tại em con. Bầu cái này có 47 à. Cành của nó thì lật rồi, khỏi chê rồi. Cành này không thiếu cành nào. Không thiếu. 14. Mỗi cành của nó 14. Cực kỳ dễ thương. Quay vòng ha. Rồi em báo giá luôn. Cây này là cây số 4. Rồi. Dạ, cây này em giao lưu giá 12.500.000. Ai ý cứ alo em nha, chỉ cần ở trên giường thôi. Alo Tài hả? Cây đó giá sao em? Ship anh, rồi anh cứ nằm trên giường. Nó bưu điện tới cái anh cứ, nó gọi anh cái anh cứ móc thiệt hay là xong. Nói vậy vui ra, nhiều anh em cứ không hài lòng về em cách nói chuyện. Thực sự ra nói em thật, có sao nói vậy, cây cũng vậy, có sao nói vậy. Chứ không bây giờ mà né nút bất cứ điều gì hết trơn. Em bán cây cho khách, em nói thiệt chứ bán cây cho khách nhiều khách
mua em rồi là còn mua nữa, chứ không phải là bán một cây là xong buông xuôi, chưa bao giờ. Ví dụ như cây mai, em nói thẳng một câu thôi, cây mai giá trị của nó, ví dụ bây giờ cây này nãy nhiêu, 12.500.000 ha, cái uy tín của em thì 12.500.000 mua không nổi. Em chỉ nói đơn giản uy tín của mỗi người thôi, không phải riêng em nữa. Cái đồng tiền nó không nói lên được tất cả, nhưng có cái nghề của mình buôn bán, mình kiếm tiền, mình lo cho gia đình mình thôi. Nhiều anh em vẫn vô, hôm qua kia có anh em vô chém gió, chửi em này kia, thật sự em nói, em vẫn cười vui vẻ, quen rồi. Rồi cảm ơn ha, cảm ơn bà con. Giờ xuống cây số 4 lên cây số 5. Dạ, cây này là cây số 5 ạ. Cây này vẫn là cộng chữ C, lùng lực. Chân cành thì chà bá không. Cây này cắt lùng ra nữa, nhìn ưng cây. Nhưng có cái vẫn để gì cho khách hàng, ai ưng thì cắt, hàng vàng đế nó khỏi lo. Không biết nhìn ngoài sao chứ nhìn vàng chân của nó nè. Ê, nó sập xuống cái vô giò, nghỉ quay clip luôn. Nè, chân nó nè, bên này cũng vậy nè. Bên này cũng vậy nè. Mặt trước nó chìm nha, mặt trước có rễ chịu mà nó chìm nè, nó chìm, cộng nó hơi nhỏ thôi, chứ nhìn ở ngoài mấy cái này thì rất là lực lưỡng rồi, đủ chơi, nói chung là đủ chơi hết trơn chứ không phải là gọi là yếu chơi. Rồi cái này là cây số 5. Quanh nó nhiều quá tài ơi, quanh 29. Nói chung mà bán mai mà không quảng cáo cây mai mình sao bán được. Chiều cao 80, chứ ai đâu muốn nói nhiều đâu. Em là bớt nói gì lắm đó. Cái cành nè, cành số 2 của nó là hoành 15 đó. Cành số 1 này chắc 20 quá. Nhét vô đây đo cái không 18 à. Rồi, cái này là cây số 5. Em giao lưu với giá bà con cô bác 12.500.000. Bao ship toàn quốc Việt Nam. Chỉ cần alo của em cái. Số điện thoại em là 0912256200. Zalo em số này luôn. Bên này nè, cái mặt bên này nè, nói chung nó có rễ luôn ha, có rễ luôn mà moi không được. Tại vì biết sao, mình moi xuống cây nó không được nâng cây mấy, nó lủng. Khi trồng thì moi được ha bà con. À, quảng cáo sơ cái này, cái hàng đang lên xù. Xù me có mà mấy bên kia thấy xù chảy gì, không biết gọi là xù sao, cứ gọi là xù me xù đi ha. Chân cành ok, bông hàng này bao đẹp. Cây này nuôi nhanh nữa, mau chơi. Rồi cây này cây số 5, Zalo giá 12.500.000. Bao ship toàn quốc Việt Nam, ai ưng ý cứ alo em cái ha. Số điện thoại em với Facebook, Zalo toàn bộ để dưới bình luận. Chẳng hạn như ai không thấy số điện thoại thì cứ em đọc luôn 0912256200 là số của em tên Tài. Cảm ơn bà con. Dạ, cái này là cái số 6 à. Cái này cộng chữ C lắc léo. Chân cành của nó thì bà con coi cũng biết ha. Nè, cái này mặt tiền nó nằm đây nè. Còn mặt hậu nằm đây nè. Cành phong nè, thấy không? Cành 1 nè, 2 nè, lên đầy đủ hết trơn, đọt có luôn ha. Nhìn không biết trên đó đọt nó sao chứ cái cành này phải cắt sụt vô đọt nó mới lên. Làm chưa có cắt. Hàng này xù da me, đế của nó thì nói chung là một củ rồi đó. Hoành thì nói chung là em nói thì cũng như câu nói như bắt hủ của em rồi đó. Là hoành không nói là được tất cả ha. Hoành của nó có 30 à. Chiều cao tổng thể nó là 85. Bầu đất bề ngang của nó là 50. Cành của nó thì nói chung là mấy hàng này là mua về là nhanh chơi. Hoành của nó không gần 20, 19 à. 16. Rồi cái này là cây số 6, em giao lưu giá 13 triệu, rất mong bà con cô bác mua ủng hộ tiếp em. Vàng này về nhà khui bậu trồng lên chậu 6 là rất là ok ha. Nhìn vàng chân nè, thường thường bà con coi á, những cái cây mai gọi là thế quỳ này nè, là cái vàng chân này trước chưa bao giờ có đâu, nếu mà có nó cũng hiếm. Nè, này có đặt hết trơn nè. Tại không em không có khui. Rễ chịu của nó là cứng luôn, lắc còn không sao nữa hả? Rồi giá đó làm bao ship toàn quốc Việt Nam, rất mong bà con cô bác mua ủng hộ tiếp em. Kênh của em là Mai Vàng Miền Nam. Bãi của em ở Tân Hiệp, Kiên Giang. Nếu mà yêu mến em nhớ đăng ký kênh ủng hộ tiếp em nha. Em hy vọng là từ đây tới 2 năm sau em được cái nút bạc nữa. Rồi, em chào bà con, giờ em lên cái số 7. 7, 3 triệu 7 nổi 9 lên đền. Em thích nhất là số 7, bây giờ lúc nào em cũng lựa chọn những cái cây mai mà để ý là những cái cây mai số 7 là em nhìn ưng ý. Ưng ý là ưng ý theo ý em, còn biết mọi người sao ha. Dạng chân cây này là bao phê. Người ta thường người ta chơi bonsai thì không biết sao chứ em thì cứ định hình hai mặt, mặt tiền mặt hậu là xong. Mặt tiền đó em thích mặt này nè, thấy không? Mặt hậu em thích mặt này. Còn vụ mà em mua bán mà qua mạng mà bằng hình ảnh đi, em chụp hình biết sao nữa. Tại vì người đời đời hỏi là bốn mặt.
cái này bốn mặt đế còn gì nữa mà chụp hình nữa, đúng không? 50% bên này, 50% nữa, còn gì nữa? Rồi em quay mặt tiền cho bà con coi. Rồi cái này cây số 7 ha, hoành không nói lên được tất cả đâu ha, chân cành lực lưỡng, có cái đoạn biết sao muốn hạ nữa mà hạ không được. Rồi hoành 124 mới ghê, hoành 28 chính xác, chiều cao tổng thể là 83, chiều ngang cái bầu là 50 đúng, cành của nó làm đảm bảo luôn 15, 14, 15, 17, 16 có luôn á. Rồi quay vòng nè, thu cành nữa thì im, thu cành nữa nuôi ra im. Rồi cái này là cây số 7 em giao lưu với giá 14 triệu, rất mong bà con cô bác mua ủng hộ tiếp em. Nói chung là mua bán mai em thì lời mỏng chút thôi, lời mỏng là lý do gì em nói nè. Khi mà mình đã chấp nhận nhận mình lên trên YouTube này mình bán cây, mình phải lựa chọn sao cái giá mà để cho khách hàng nghe cảm thấy mua dễ nhất, nghe cảm thấy là người ta mua được, người ta gọi người tài ơi bớt anh chút đỉnh này kia, thì mình làm giá được. Còn cái tánh em không có vụ bứng cây về cứ kêu giá, em làm không được, thực sự ra làm không được. Bởi vì lúc nào cũng vậy, em là tháng vừa rồi nếu mà nói tính ra về mai em tiêu thụ 1, 2, 3, 9, 9 với 17, 100 mấy, gần 120 cây. Tháng vừa rồi không có hai mấy ngày đó, chứ không phải được một tháng nữa, 24-25 ngày đó, là gần 120 cây. Rất cảm ơn bà con cô bác đã ủng hộ em trong thời gian vừa qua. Trong thời gian sắp tới em cũng xin bà con cô bác nhớ đăng ký kênh ủng hộ tiếp em và yêu mến em thì kia. Rồi xin cảm ơn. Rồi cái này là cây số 7. Nó ủa mà tôi nói giá chưa ta? Nó rồi. Rồi cảm ơn bà con ha. Cái này em giao lưu giá 14 triệu, bao ship toàn quốc Việt Nam. Cắt lắc léo, nhìn cái này phê lắm. Cây này cắt ra đẹp nữa. Em chê cây mai này cái biết sao có đọt. Muốn cắt ở đây nhưng mà có nó hơi lái qua. Nuôi thì mình không sao, nhưng mà khi mình cắt ra mình bán thì nhìn nó không có phê mấy. Cắt đây. Kệ đi, ai có duyên sở hữu cây này thì sẽ cắt được nó. Biết đâu không bán được sao, em vẫn cắt nó. Rồi cảm ơn bà con, giờ em lên cây số 8. À, cây này là cây số 8 à. Cây này cây thân quái, cực kỳ quái luôn. Dàn chân thì nói chung dàn chân cây này thì nhìn chưa đã mấy. Đặt đế thì vẫn đặt nhưng mà cọng nó hơi nhỏ. Quái, cực kỳ quái luôn. Ai cắt lùng lại chơi lùng ha. Em vẫn để nguyên như vậy cho bà con chơi. Muốn cắt gì lắm, cắt luôn mà dùng cơ dùng hơi chọc chọc. Tại cái đoạn hơi nhỏ, em mới làm cây ra bởi vì chưa nhìn ra cây mấy. Mình bước qua đời nhau để làm nhau đau, để mặc nhau khó thương nhau không muốn chờ. Cây này nói chung là thân nó cắt là quái, cắt lột chút nữa phê nữa thì mà cứ để gì. Ai chơi sao cắt vậy, em chỉ hạ cái đọt xuống chút xíu. Bởi vì làm nhiều cây quá đôi khi mình sơ sót, làm cái gì cũng không hoàn thiện. Cắt lủng cây hoài vậy? Nhắm gì? Lủng này lỗ đó, nhắm gì đó. Rồi, cây số 8. Đó, hoành. Hoành 26. Chiều cao tổng thể là 91. Ngang cái bầu của nó là 50. Dàn chân của nó nhìn thì biết ha. À, con coi nè, cọng hơi nhỏ. Nhỏ là nhỏ một mặt, chứ mấy cọng này nhìn đủ chơi nè. Dàn bông thì khỏi chơi. Lô này vẫn là lô cũ của em, dàn bông mà khỏi chơi. Xây thành quyền Trương Tăng Phong, Trương Tăng Phong có quyền hiếp TVB hiếp nhiễm. Rồi cái này cái số 8 giao lưu giá 10 triệu, rất mong bà con cô bác ủng hộ tiếp em. 2 giảm xuống 8 lên 9.
Dạ vâng, đại bàng tung cánh. Cây này nhìn giống như con đại bàng vậy, nhưng mà nói đại bàng không thể tả nổi đâu. Tại vì sao? Cây này đường thân nó quá lắc, lắc quá đẹp. Cây này là cây số 9. Quay vòng nè, dàn chân của nó khỏi lo, không thiếu cọng nào hết. Đang lên xù. Lắc thiệt, phải nói cây nhịn độc. Hàng bao bông, bao hoành. Nói chung mua bán á, lý do sao em tồn tại được? Tại vì nói chung là mình làm gì mình có trách nhiệm. Mua bán cây mà, mua cái nghề của mình nuôi sống gia đình, hoành 26 dư ly hay ly gì đó. Chiều cao của nó 75, chiều ngang cái bầu của nó là 47-48. Thôi không được, 46 à. Bởi vì sao mình tồn tại được? Người mình bán cây ra gặp trục trặc mình phải giải quyết. Chết rồi còn thền nữa, huống chi là cây bị dập này kia. Tại mình mua bán cái gì mình cũng muốn cho suôn sẻ nhất. Bởi vì khách hàng lúc nào cũng vậy, người ta lâu lâu mấy anh trai nói em hoài, kêu cứ lên clip bán, mình bán đàng hoàng, mình không sợ gì trơn. Còn cái việc mà ai mà vô hay nói chuyện không hay, bình luận tích cực, tiêu cực, ớt cực gì đó, mày kệ, nói việc mua bán kệ, người ta đăng. Nói chung nó giống như ai chê em xấu á, thì em nói một câu, người ta nói ừ tài xấu trai. Em nói thẳng một câu, ông á là ông đang ghen tị sắc đẹp của tôi, ông mới chê. Còn cây mai này thật sự ra nhìn ngoài rất là đẹp, rất là duyên dáng. Cây này em giao lưu giá 13.500.000. Hàng bao bông, bao hoành. Cây này đang lên xù gốc rồi ha, chân cành đủ, không thiếu một chân cành nào hết trơn á. Về nhà em muốn tém ngắn lại tém, chứ thật sự cây này không có thiếu một chân cành nào hết trơn. Quá trời phê, giá 13.500.000, bao ship toàn quốc Việt Nam. Rất mong bà con cô bác ủng hộ tiếp em clip ngày 15 tháng 12 ngày hôm nay. Rồi, em lên cây số 10. Dạ, cây này là cây số 10 ạ. Vẫn là cộng chữ C. C lên một khúc, quét cái còn chữ S. Bởi vì không hoàn thiện được. Nói chung phong cây rất là đẹp, dàn chân của nó như là con ốc sên, thiếu cộng nào đâu. Mọc không đúng vị trí thôi, chứ không thiếu cộng nào hết trơn. Bởi vì dàn chân của nó mà nó chôn dưới đất, ông nội chưa biết nó mọc sao. Rồi cây số 10 thì hoành. Hoành không nói lên được tất cả đâu. Hoành 28. Ôi vậy con không muốn rời xa nữa. Chiều cao 93, ngang cái bầu của nó là 45. Tại cái này em chặt bầu vô nhìn cho nó đẹp, cho nó gọn cây, đỡ tiền vận chuyển. Giống như clip ngày 14 ngày hôm qua, trời đất ơi, cái bầu cây nào gần 200kg, không biết tiền ship sao mà chịu nổi nữa. Chung mua bán mà có nạt cũng có mở thôi. Rồi cái này cái số 10 em giao lưu giá 12.000.000, rất mong bà con cô bác mua ủng hộ tiếp em. Nếu ai yêu mến em nhớ đăng ký kênh ủng hộ tiếp em nha. Bãi của em ở Tân Hiệp, Kiên Giang, số điện thoại em là 0912256200, Facebook em tên là Tà Lê, Zalo em số điện thoại này luôn đó. Còn nếu mà ai ưng ý những dàn cây này muốn thỏa thuận nhanh nhất cứ alo cho em. Nói chung nhắn tin bình luận em đều trả lời hết, em rất rảnh. Tại mà mình làm cây ban ngày buổi tối mình rảnh thôi, chứ ai đâu làm cây ban đêm, đúng không? Còn gì khác thôi. Cảm ơn bà con nãy giờ đã theo dõi clip của em nha. Chào bà con cô bác, hẹn gặp lại clip ngày mới nhất trong năm nay.